Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình cũng như thường lệ sẽ quay lại làm video và giới thiệu đến cho các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Từ những máy thấp tiền chỉ tầm khoảng mấy trăm nghìn cho đến những cái máy tầm hơn chục triệu các bạn nhé. Thì các bạn chú ý xem từ đầu đến cuối video để chọn cho mình những chiếc máy phù hợp nhất. Bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên đường Bảo Sơn ở Hà Nội thì có thể đến trực tiếp cửa hàng để giao lưu. Còn nếu bạn nào ở xa thì bên mình có hình thức ship code, các bạn chỉ cần nhắn cho mình họ, tên, địa chỉ, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra ưng ý thì lúc đó thanh toán các bạn nhé. Và trước khi gửi thì các bạn vui lòng cọc cho mình 100 đến 200 nghìn để lấy trách nhiệm khi nhận hàng. Khi nhận hàng các bạn sẽ được trừ luôn cái tiền cọc vào tiền hàng luôn các bạn nhé. Đầu tiên của video chính là một con Samsung hàng cao cấp Note 20 Ultra bản Mỹ, 2 sim 26 RAM 12 bộ nhớ 256GB. Đây là một chiếc máy hàng A Zinken Saber. Máy còn nguyên áp suất, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình. Độ rộng màn của nó lên đến 6,9 inch, Dynamic 2X. Pin của nó lên đến 4500 mAh. Đây là một con thiên về tính năng giải trí cũng như là độ mượt của máy các bạn nhé. Đấy, tính năng tiện dụng nữa này, có cả bút điều khiển từ xa nhé. Đó, giá chỉ có là 10.500.000 vì đây nó là hàng A, hàng đẹp như một chiếc máy mới nhé. Còn video hôm trước bên mình bán cho bạn nó là hàng 98 đến 99%, nó có xước nhẹ một chút thì giá nó rẻ hơn cả tiền triệu luôn. Bên mình đang hôm đó đang bán cho bạn giá dao động từ 8.9 triệu cho đến là 9.5 triệu các bạn nhé. Đấy, còn con này hàng A của bên mình đang bán là 10.5 triệu. Đó. Tiếp theo, cây thứ hai sẽ nói đến đó một cây Samsung A95 5G RAM 6 bộ nhớ 128GB, màn có hơi ám nhẹ. Chip của nó là snapdragon 855 kèm theo viên pin 4000. Đây là một con máy cấu hình rất là khỏe các bạn nhé. Chơi Liên Quân Mobile hoặc là Garena các bạn chơi thoải mái luôn. Đó. Đây, con này thì một sim một sóng bản 5G, có hỗ trợ sóng 5G nhé. Đấy, màn hình của nó lên đến 6,7 6,8 inch đây. Tuy nó ám nhưng mà nó không hề bị ảnh hưởng đến độ hiển thị của máy các bạn nhé. Đấy, quảng cáo hơi lâu. Đấy. Ôi. Đây, nó thoát ứng dụng ra mất rồi. Con này phải cập nhật YouTube lên các bạn nhé. Con này phải cập nhật YouTube lên bởi vì bản YouTube này nó hơi cũ. Bên mình bán ra cho các bạn với giá của nó chỉ có 2.800.000 thôi. Đó, 2.800.000 các bạn không kiếm được một con nào khỏe, mượt, chip cao như con này đâu các bạn nhé. Tiếp theo đến một con thứ ba, đó là một con Samsung A535G với giá của nó là 5.700.000. Đây là một con máy hàng siêu lướt. Đấy, hàng Zinken Saben, vẫn còn ni lông dàn viền này, còn bảo hành đến 11 tháng 10 năm 2023 luôn. Đó, bên mình đang con này nó là hàng siêu lướt rồi thì bên mình bán cho các bạn với giá của nó 5.700.000 nhá. Đó, trắng sáng, RAM 8 bộ nhớ là nó là 128GB, pin 4500 các bạn nhá. Màn hình đục lỗ rất đẹp. Tiếp theo đến Samsung S20 5G bản Mỹ, 2 sim 26 online, 1 sim vật lý và 1 eSIM các bạn nhé. Bản Mỹ thì thường là như vậy. Đó. Con này thì ngoại hình của nó là zin đẹp 98 đến 99%. Đây, con này vẫn còn cả siêu viền luôn đây các bạn này. Đấy, vẫn còn cả siêu viền. Ui đấy, cả trên cả dưới còn siêu viền luôn. Đấy, hàng siêu chất luôn đây các bạn. Đây, hàng zin, nói chung là có thể nói là hàng đẹp 99% luôn. Đấy, bên mình có hai màu, đó màu xám và màu trắng. Cái màu đấy, mình định làm video so sánh giữa màn 2K và màn Super AMOLED, nhưng mà để có khả năng ngày mai bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở trên video shop nhé. Đấy. Đấy, con này nói chung là quá đẹp. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chạy chip Snapdragon 865. Đây là một con máy nói chung là quá khỏe. Màn hình của nó là 6.2 inch các bạn nhé, cầm rất là gọn gàng này, thiết kế gọn gàng, bo tròn các cạnh này. Đó, giá bên mình đang bán ra cho các bạn với giá rất là rẻ thôi, 5.500.000 thôi các bạn nhé. Tầm 5.500.000 thôi các bạn đã sở hữu những chiếc máy dòng flagship rồi. Đấy, có hai màu. S10 5G đốm, bên mình có một cây máy màu đa sắc, không trước có khách cọc nhưng sau đó là lại bỏ. Đấy, đổi sang dòng S20 5G thì còn thừa lại con này. Đấy, con này thì nó bị đốm rất là bé thôi, không ảnh hưởng gì đến ngoại quan các bạn nhé. Đấy, thấy chưa, rất là bé này, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình. Pin của nó là 4500, RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Đấy, bản Hàn, 1 sim 1 sóng, hỗ trợ sóng 5G, email là 3 con 2, rất là đẹp các bạn nhá. Đó, bên mình bán cho các bạn giá chỉ có 3.600.000 thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Đây là một con Redmi, Note 11 các bạn nhá. Con này ngoại hình của nó là một cây hàng zin keng Sabeng luôn, cũng đẹp gần như máy mới luôn các bạn nhá. Con này thì RAM của nó rất khỏe, RAM 4+2 hay là 6+2 thì mình quên đấy. Bộ nhớ của nó là 64GB, RAM của nó là 4+1 các bạn nhá. Đó, con này thì thiên về pin khỏe. Đấy, nghe nhạc hay, cũng chạy chip Snap các bạn nhá. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3 triệu thôi các bạn. Tiếp theo đến OPPO thì để tí nữa đi, để Samsung S10 Plus. Bên mình còn một cái máy màu xanh ngọc lục bảng, bản Việt Nam, 2 sim 2 sóng. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng di đẹp. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 5,5 triệu. Samsung Galaxy Note 8 bản Hàn, máy 1 sim 1 sóng, với mình đang bán cho bạn giá là 2.700.000. Lên 2 sim thì thành 2.800.000 các bạn nhé. Bút máy màu vàng nhưng bút màu xanh nhé. Samsung Galaxy S20 FE, đây là một con màn hình 120Hz, chạy chip Snapdragon 865, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Đây là một con máy rất đẹp và rất khỏe, rất mạnh nhá. Ngoại hình của nó rơi vào tầm khoảng 98 đến 99%. Đấy, không ám, không ố, không nêu hình. Đấy, giá bên mình đang bán cho các bạn giá 4.800.000 thôi các bạn. Tặng ốp lưng, tặng cường lực và một bộ sạc nhé. Đó, rồi đến OPPO thì hôm nay bên mình có, đây là một con Reno 8 5G. Đây là Reno 8 5G chứ không phải là Reno 8 và cũng không phải là Reno 8Z các bạn nhé. Đấy, con máy này là đắt nhất trong dòng series Reno 8 này. Máy mới của nó đang là 13.500.000. Đấy, thì máy cũ bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó chỉ có là 8.200.000 thôi, rẻ hơn 5 triệu mà đây là một con hàng siêu lướt. Còn bảo hành đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Đẹp không tì vết luôn các bạn nhé, không tì vết. Đấy, cam rất là to. Bọn cam này thì để mà nói về khả năng để chụp ảnh của nó thì không cái nào đẹp bằng luôn, kể cả Samsung lẫn iPhone nhá. Chụp ảnh quá lịnh mắt. Đấy, máy lại màu đa sắc, hợp cả lam cả lữ nhá, cầm rất sáng sủa. Bên mình đang bán cho bạn giá 8.200.000. Tiếp theo đến một con Reno 8Z 5G. Đấy, giá của nó sẽ rẻ hơn. Con này cũng là hàng siêu lướt, cũng màu đa sắc. Còn bảo hành đến 15 tháng 9 năm 2023. Đó. Con này thì mới của nó trước đây là 10.5 triệu, sau đó là giảm xuống bây giờ còn 9.5 triệu. Và máy cũ bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 6.800.000. 6.800.000. Nói chung là các bạn rẻ đi được 1/3 rồi. Đấy, rẻ đi được 1/3 rồi các bạn nhé. Đấy, và máy thì vẫn là những chiếc máy hàng siêu lướt rồi. Đây là một con Reno 7. Đấy, con Reno 7 này đây thì ngoại hình của nó cũng là một cây hàng zin keng Sabeng, cũng còn bảo hành chính hãng luôn. Đấy, còn bảo hành chính hãng đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023, ngày Tết Thiếu Nhi này. Đấy, ngoại hình của nó thì không chê vào đâu được các bạn nhé. Đấy. Về tất cả các cấu hình của từ Reno 7 đổ lên thì tất cả đều là cao rồi, bảo đảm phục vụ được tất cả các nhu cầu sử dụng của các bạn, nên các bạn không phải lăn tăn về cấu hình nhé. Đấy, chỉ quan trọng đó là chất lượng máy và ngoại quan của nó thôi. Về chất lượng thì yên tâm, toàn hàng còn bảo hành chính hãng như này, các bạn yên tâm nhé, bảo hành toàn quốc luôn. Đó, giá bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 5 triệu các bạn nhé, 5 triệu thôi. Tiếp theo iPhone thì dòng rẻ nhất đây, chỉ là một cây iPhone 6 giá chỉ có 800.000. Bên mình đã thay viên pin rồi. Viên pin các bạn thì xác định đi thay ở ngoài chắc chắn là sẽ có giá 200 đến 250. Bên mình thay cho bạn đó là pin EU chuẩn xịn 100% các bạn nhá. Đó. Và máy thì tính ra đây là một con iPhone 6 16GB. Đấy, vân tay thì đã hết rồi. Đấy, tính ra nếu mà không kể pin thì con này nó chỉ còn có 600.000 thôi. Đấy, nhưng mà kể cả pin thì con này nó lên đến giá là 800.000. Các bạn 800.000 các bạn mua ở ngoài chắc chỉ được một con iPhone 5 hoặc là một con iPhone 5S thôi. Đấy, thì thay vào đó các bạn mua một cái iPhone 6 thì đang chạy iOS 12.5.5 thì nó vẫn tải được tất cả các ứng dụng các bạn nhé. Thì tải ứng dụng thì sẽ có một số ứng dụng nó yêu cầu iOS 14 thì các bạn có thể là sử dụng một cái iCloud đã từng tải ứng dụng rồi, các bạn sẽ sẽ vào đăng nhập vào đây và sử dụng những cái đã mua của iCloud ấy, tức là các cái ứng dụng đã tải thì các bạn tải về vẫn tải thoải mái vô tư nhé, nó không bị giới hạn đâu. Ví dụ còn các cái iOS 8, 9 đổ xuống thì nó sẽ hơi khó thôi, còn 12.5 thì các bạn yên tâm vẫn tải được đầy đủ ứng dụng. Con này đầy đủ chức năng, thiếu mỗi vân tay thôi, giá 800.000 nhé, bảo hành 1 tháng. Đấy, con iPhone 7 128GB giá 2.4 triệu, và trung tầm giá 2.4 triệu thì các bạn sẽ không kiếm được một con máy nào ngon hơn con iPhone 7. Đấy. Kể cả Android luôn, không có con nào mượt bằng con iPhone 7, bộ nhớ của nó lên đến 128GB. Đấy. Con này thì bản quốc tế nhé, hàng quốc tế, bản Singapore luôn, hàng zin đẹp 98 đến 99%. Bên mình con này đã thay pin 100% rồi. Đó, giá bán cho các bạn chỉ có 2.4 triệu thôi. Đấy, cao hơn một chút nữa thì sẽ có con iPhone 8 64GB các bạn nhé. Đây là một chiếc iPhone 8 64GB, ngoại hình của nó là một cây hàng zin đẹp, pin cũng đã thay 100% rồi. Đó, và giá thì nó chỉ có là 3.200.000 thôi các bạn. Bản quốc tế. Đấy, 3.200.000. iPhone 8 nhỏ này thì với cả iPhone 7 nhỏ thì ngoại hình của nó thì tương đương như nhau, to như nhau các bạn nhé, đều là 4,7 inch. Đây, đến một dòng Max đi, dòng Max thì bên mình có một cây iPhone 11 Pro Max bản 256GB. Ngoại hình của nó thì là một con máy hàng đẹp luôn. Con này bên mình cũng bảo với các bạn là bên mình đã thay màn, và thay màn zin đi theo máy các bạn nha, chứ không phải là thay màn nôi, thay màn tàu đâu. Ở đây là một con máy đã thay màn zin đi theo máy rồi, các bạn yên tâm về độ mượt của nó nhé. Về độ mượt thì các bạn cứ yên tâm, không phải lăn tăn. Đấy. Bộ nhớ của nó là 256GB, vì con này thì bên mình thấy khá là tiếc, pin của nó lên đến 95%, thế mà máy bị vỡ màn hơi phí. Face ID vẫn còn sử dụng đầy đủ nhé, màn hình báo linh kiện không xác định này, nhưng mà mình cam kết nó là màn zin 100%. Đấy, con này vì nó là màn thay không cóp chú tông nên là nó sẽ không có chú tông các bạn nhé, và cái chú tông này nó không ảnh hưởng gì đến khi các bạn sử dụng máy cả. Face ID sử dụng đầy đủ 256GB và giá rẻ hơn rất là nhiều, bên mình đang bán cho bạn giá là 11 triệu. Đấy, giá chỉ có 11 triệu thôi. Rất rẻ. Tiếp theo đến một cây iPhone XS Max. Đây là một con iPhone XS Max bản 256GB. Đấy, tất cả đều rất là ok. Face ID sử dụng đầy đủ nhá. Đấy. Bộ nhớ của nó là 256GB này. Đấy, bản quốc tế nhá. Đấy, không giới hạn sim này, 256GB này. Pin con này thì pin bảo trì, con này là cũng đã thay pin, nhưng mà các bạn yên tâm, đây là một quả pin rất khỏe các bạn nhé. Mình đo trên bao Bluetooth nó là 91%. Đấy, nên các bạn yên tâm, mặc dù pin thay nhưng mà nó là pin chuẩn, pin khỏe cho các bạn. Bên mình đang bán con XS Max 256GB này, giá của nó chỉ có là 7,5 triệu thôi các bạn nhá, 7,5 triệu thôi, XS Max 256GB. Vậy là hôm nay bên mình đã review xong những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng, thì mong các bạn ủng hộ bên mình nhá. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.